Hello guys, cô Mai Phương xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với buổi học livestream tối nay cùng với cô Mai Phương ạ. Guys, các con yêu quý, trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tổng ôn tập về phần từ vựng trong tiếng Anh của chúng ta nhé. Với phần ôn tập từ vựng này thì mình sẽ cố gắng làm sao để mà mình nâng cấp được cái khả năng từ vựng của mình để mình có thể làm được tốt những câu hỏi từ vựng trong đề thi, và hơn nữa thì từ vựng sẽ còn giúp các con làm được tốt cái phần đọc đìn và phần đọc hiểu nữa, được không ạ? Nếu như mà không có từ vựng ấy thì phần đọc hiểu các con sẽ rất là khó để mình có thể đạt được cái điểm số cao. Nhớ rằng là với phần đọc hiểu nhá, có nhiều bạn thường hay hỏi cô Vư là cái bí quyết để làm phần đọc hiểu là gì ấy, được không ạ? Mẹo làm bài đọc hiểu như thế nào ấy, được không ạ? Thì cô phải nói với các con rằng là mẹo gì thì mẹo, nhưng mà cái lượng từ vựng mà mình cần ấy nó cũng phải chiếm khoảng tầm độ là, tức là mình cũng phải hiểu được khoảng tầm độ 60 đến 70% cái bài đọc hiểu đấy thì mình mới có thể áp dụng được những cái mẹo của bài đọc hiểu. Nếu như con không hiểu được đến 60 hoặc 70% thì cái khả năng mà con làm được bài đọc hiểu sẽ rất là thấp, bởi vì là con sẽ chỉ hiểu được bài đọc hiểu một cách gọi là mù mờ thôi, thì làm sao mà con trả lời được bài, đúng không? Cho nên nhá, mẹo gì thì mẹo, mẹo gì thì mẹo, nhưng phải hiểu được khoảng 60 đến 70% bài đọc hiểu thì chúng ta mới có thể làm được bài. Ok chưa các bạn? Chú ý giúp cô nhé. Bắt buộc mình phải hiểu được khoảng 60 đến 70% bài đọc hiểu thì mình mới có thể làm được bài. Ok chưa? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 25 câu hỏi. Bài từ vựng là cái bài mà cô rất là thích chữa. Với những cái bài từ vựng này thì làm sao nhỉ? Để mà các con có thể nhớ được các cái từ vựng ấy thì cô sẽ cố gắng là mình sẽ đưa ra những cái câu chuyện hay là những cái ví dụ để cho các con có thể hiểu hơn ý nghĩa của các cái từ vựng này. Ok. Rồi, không biết là con đã sẵn sàng đến bài học ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Bài ngày hôm nay của chúng ta thì toàn những cái từ vựng cơ bản thôi. Những cái từ vựng này rất là cơ bản, cho nên là cô nghĩ rằng là cũng không khó để các con đạt được điểm số cao trong bài ngày hôm nay đâu. Ok chưa ạ? Nào bây giờ mình sẽ cùng đến với câu hỏi số 1 nhé. Đáp án đúng của câu hỏi số 1 là đáp án gì? Lan slept very yesterday because her new bed was really comfortable. Được không? Rồi, Lan đã ngủ rất là ngon đúng không? Bởi vì là cái giường mới của cô ấy thì nó rất là thoải mái. Được không ạ? Các con biết không? Có một thứ mà cô Phư chắc chắn là sẽ mua mới và sẽ khá là đầu tư ở trong nhà mình ấy. Đó là chính là cái giường. Được không ạ? Lý do ấy là gì? Lý do là giường là cái chỗ mà mình gọi là nghỉ ngơi, đúng không ạ? Mình gọi là mình rest và mình dành khá nhiều thời gian cho cái việc mà ngủ ở trên giường. Một đêm là mình ngủ 8 tiếng đúng không? Nếu mà ngủ ít thì tầm 7 tiếng, 6 tiếng đúng không? Cũng rất là vẫn là rất là nhiều. Và vì thế nên là cái giường mà ít nhất là cái giường mà có chất lượng tốt thì sẽ giúp cho mình có thể hồi phục được sức khỏe rất là tốt đấy. Đúng không? Thế nên là giường là phải cố gắng là mua cái nệm nó êm ngủ cho ngon vào. Được không ạ? Nào bây giờ ngủ ngon thì mình sẽ dùng từ gì các bạn? Ngủ ngon dùng từ gì? Nào ở đây cô sẽ có từ intensely, có nghĩa là cái từ này nghĩa là rất là, gọi là rất là mãnh liệt này. Được chưa? Rất là mãnh liệt này, được không ạ? Tiếp theo là cô có từ heavily. Từ heavily này của chúng ta thì nó mang nghĩa là rất là nặng nề đúng không ạ? Soundly là một cách ngon giấc. Câu này mình sẽ chọn đáp án gì? Soundly. Và actually có nghĩa là thực sự. Ok, đáp án đúng câu này sẽ là soundly. Và ở đây ấy, mình còn có một cái từ nữa, đó là từ fast. Fast asleep có nghĩa là đang ngủ say. Fast asleep. Ok, ngủ say này. Đúng không ạ? Hoặc là in deep sleep, trong giấc ngủ sâu. Có mấy cái từ này, deep này, rồi fast, rồi là sound. Đấy chưa ạ? Đều là những cái từ mà có lẽ là các con sẽ gặp rất là nhiều mà liên quan đến cái từ sleep. Rồi tiếp nhá, sang câu số 2. Ok, câu số 2 của chúng ta như sau. Numerous solutions have been proposed to the problem of university graduates being unemployed. Nào, câu này mình sẽ có cái problem, được chưa? Nếu mà mình nói là để giải quyết một cái vấn đề gì đấy ấy, thì mình có thể dùng cho cô đó là to tackle the problem, được chưa? Hoặc là từ gì ạ? Hoặc là to address the problem. Này, cái từ này không phải là từ địa chỉ nhá. To address the problem có nghĩa là to tackle the problem, to deal with the problem. Giải quyết vấn đề đấy, đúng không ạ? Rất nhiều giải pháp đã được đề xuất.
Ở đây câu này mình sẽ còn có cái từ đề xuất này á, đề xuất giải pháp. Được chưa? Rất nhiều giải pháp đã được đề xuất để mà đối phó với lại là cái vấn đề, để mà giải quyết cái vấn đề gì? Được không ạ? Giải quyết cái vấn đề đó là sinh viên tốt nghiệp trường đại học mà lại bị thất nghiệp. Vấn đề bị thất nghiệp của gì đấy ạ? Sinh viên tốt nghiệp đại học. Được chưa? Rồi, tiếp nhá. Tiếp giúp cô sang câu số 3. This is just a temporary to stop the problem from getting worse. Đây chỉ là một cái giải pháp tạm thời. Nào, giải pháp mình sẽ dùng từ gì? Đây chỉ là một giải pháp tạm thời để ngăn cho cái vấn đề này không trở nên tồi tệ hơn. Đúng không ạ? Ok. Đó. Giải pháp tạm thời. Bây giờ mình sẽ dùng từ gì ạ? Aim ở đây tức là mục tiêu. Measure. Biện pháp, giải pháp này mình sẽ dùng cho cô từ measure. Nhá. Đấy. Và từ measure này của chúng ta là giải pháp. Mình cũng hay dùng cấu trúc với từ take measures, tức là áp dụng những cái giải pháp cho cái vấn đề gì. Thấy chưa? Development đó là cái sự phát triển và opportunity đó là cơ hội. Thì câu này mình sẽ dùng cho cô từ measure nhá. Tiếp nhá. Tiếp cho cô sang câu số 4 này. John tried hard to his father's approval for studying abroad because he's the only child of his family. Okay? John cố gắng hết sức mình để mà cái gì đấy, cái sự cho phép của bố, tức là để giành được cái sự cho phép của bố để đi học nước ngoài, bởi vì là anh ta là con trai duy nhất của gia đình, đúng không ạ? John cố gắng hết sức để gì đây ạ? Để giành được. Thì bây giờ để giành được mình sẽ dùng từ gì ạ? Để giành được nhá, thì mình sẽ dùng cho cô từ rất hay ở đây, đó là từ gì? Ở đây mình thấy rất nhiều từ như là win này, beat đánh bại này, succeed thành công và defeat đánh bại, đúng không ạ? Đấy, hoặc là danh từ thất bại, hiểu không ạ? Nhưng mà câu này ấy là để giành được, đúng không ạ? Đấy, thì câu này mình sẽ dùng từ win. Và cái từ win này này, từ win này nghĩa là gì? Từ win này ấy, đối với lại là các cái, những cái người gọi là leader, đúng không ạ? Những cái nhà lãnh đạo ấy, thì họ cần phải thu phục được, gọi là gì đấy, thu phục được lòng người đấy. Mình sẽ dùng cái từ đó là win the heart of the people, đúng không ạ? Tức là thu được, giành được cái trái tim, cái tấm lòng của mọi người, được không? Đấy, win the heart. Những cái nhà lãnh đạo chẳng hạn cũng phải là gì đấy ạ? Đấy, giành được cái trái tim, cái tấm lòng, đúng không ạ? Thì ở đây là giành được cái sự ủng hộ của bố, đúng không? Làm sao mà bố mẹ mới có thể đồng ý cho mình làm việc này việc kia, đúng không ạ? Không biết là các con như thế, không biết là bố mẹ các con này như thế nào, chứ nếu mà là cô Phư ấy thì trừ trường hợp là gia đình không có tiền, không có thể đi học được ở nước ngoài thì chấp nhận thôi, đúng không? Còn nếu như có thể gọi là gì ạ, đủ điều kiện để cho con đi học nước ngoài thì cô kiểu gì cũng sẽ cho con đi học ở nước ngoài, đúng không ạ? Bởi vì riêng cái trải nghiệm mà học ở nước ngoài thôi nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với nó. Tất nhiên cũng lại trừ trường hợp là đứa con nó không thích, nó cảm thấy áp lực quá, nó không thích đi học nước ngoài thì nó lại là chuyện khác. Còn cái đứa con mà nó muốn đi, đúng không ạ? Thì cô nghĩ rằng là kiểu gì cũng phải cho nó đi. Nó đi đây đó, nó mở mang đầu óc, nó có cái trải nghiệm, nó sẽ rất là khác, đúng không ạ? Ok. Rồi. Giành được nhá. Câu số 5. You should seek advice from your brother because he knows a lot about running a hotel business. Nào, ở đây mình sẽ có là bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ ai? Mình có từ seek advice, đúng không? Tìm kiếm lời khuyên từ anh trai bạn, bởi vì anh trai bạn biết rất nhiều về cái gì đấy của cái việc là điều hành một cái công việc kinh doanh khách sạn. Thì biết về cái gì? Biết về những cái cơ chế, đấy chưa? Và câu này mình sẽ dùng cái từ cơ chế cho cô, câu này hơi khó một chút nhé. Cho nên là cô sẽ đưa đáp án luôn. Cái từ cơ chế ở đây đó là từ mechanics, nhá. Structures đó là cấu trúc, incentive đó là khuyến khích và constituents ở đây tức là những cái cấu tạo. Thì câu này đáp án đúng của chúng ta mình sẽ dùng cho cô từ mechanics, tức là cái cơ cấu hoặc là cái, tức là cái cơ chế đấy, cái cơ chế của cái việc vận hành đó, được chưa? Máy móc này mình có cái từ hiểu từ máy móc thì nó là cái cơ chế, được chưa? Rất là hay nhá. Và câu này nhớ cho cô thêm cái từ seek advice, tìm kiếm cái lời khuyên. Rồi sang câu số 6 ạ. John found the temptation to miss a class too hard to, so he decided to play truant. Nào, John thấy được là cái cám dỗ, temptation là cám dỗ này, để mà gọi là gì đấy ạ? Cúp học thì là rất là khó để chối từ, đúng không ạ? Too hard to gì?
Resist là ngăn cản này, deny là phủ nhận này, refuse là từ chối này, disapprove nghĩa là không duyệt này. Ý là rất là khó để mà có thể cưỡng lại được. Cái câu này mình sẽ dùng cho câu từ resist. Resist đây là cưỡng lại cái cám dỗ đấy. Được không ạ? So he decided to play truant. Play truant thì mình biết rồi, đó là cúp cua, skip the class, miss the class, và skip the class. Được không ạ? Ở đây mình sẽ có cái cấu trúc đó là to resist the temptation, tức là ngăn cản lại được cái sự cám dỗ. Và các con biết không, trong cuộc sống ấy thì các con sẽ phải làm cái điều này. Nó sẽ có những cái cám dỗ. Một cái người kia, một cái anh kia là anh này, anh ấy nói là anh ấy thấy rất là yêu tôi, hiểu không ạ? Đấy, tuy nhiên rằng là tôi lại không có thể yêu anh ta được. Và bởi vì nó có thể đấy là một cái mối quan hệ không tốt chẳng hạn, thì đấy là một cái temptation, đó là một cái cám dỗ. Đúng không ạ? Hoặc là một người được hối lộ để có thể làm sai lệch một cái kết quả, nó cũng là một cái temptation. Đúng không? Một cái người này lừa dối tôi để khiến cho tôi nổi điên lên, nó cũng là một cái temptation, một cái cám dỗ để khiến cho tôi gọi là có thể là đánh mất đi những cái điều tốt đẹp của bản thân mình. Tất cả những cái đó đều là cám dỗ. Trong cuộc sống có rất nhiều cám dỗ, và nó là cám dỗ hàng ngày, nó là cái gọi là daily. Đấy, nha. Resist temptation. Tiếp tục sang câu số 7. My uncle decided to hand in his resignation because he realized he didn't have a promotion. Không có triển vọng nha. Cái này nó là cái từ triển vọng về sự nghiệp, về nghề nghiệp. Mình sẽ có từ career prospects, triển vọng. Nha. Chú của tôi quyết định nộp đơn, nộp này. Hand in này sẽ bằng với lại là submit, nộp này. Nộp đơn từ chức. His resignation. Bởi vì là chú nhận ra rằng là chú không có cái triển vọng. Đúng không ạ? Mình sẽ dùng cho cô từ prospect of promotion. Triển vọng nhá. Triển vọng thăng chức. Không có triển vọng thăng chức cái là bỏ việc luôn à? Từ chức luôn à? Cái này thật ra là cũng đúng thôi nhỉ? Đúng không ạ? Bởi vì là trong cái công việc ấy, bao giờ mình cũng muốn là gì đấy ạ? Làm hơn nữa, tốt hơn nữa. Và mình phải thăng chức, mình phải có những cái sự thành công, phải có những cái điều mới về những cái thành công hay là những cái thành tích mới, hiểu không ạ? Nếu mà không có cái đấy ấy, thì công việc nó rất là dễ trở nên nhàm chán nhỉ, và sau đấy là dẫn tới là từ chức để tìm một công việc khác, đúng không? Dạ, yeah. Ok nhá. Rồi tiếp này, tiếp giữa câu sang câu số 8. The convention is an opportunity to your business knowledge and polish your networking skills. Nào đây đó là cái kiến thức. Cái hội nghị này nó là một cơ hội để cái gì đấy, cái kiến thức kinh doanh của bạn. Đây mình sẽ có cái từ deduct. Đúng không? Từ deduct của chúng ta là khấu trừ. Enhance là nâng cao, nâng cấp, tăng cường này. Assure là bảo đảm. Bảo đảm tức là trấn an ấy. Trấn an bảo đảm với ai? Access có nghĩa là tiếp cận. Đúng không ạ? Thì câu này sẽ là gì ạ? Nâng cao, nâng cấp cái kiến thức của mình sẽ dùng cho cô từ enhance. Được không ạ? Nâng cao kiến thức nhá. Và làm đánh bóng này, polish, đánh bóng này, polish, đánh bóng cái kỹ năng gọi là xây dựng những cái mối quan hệ trong xã hội. Networking skills. Tiếp tục sang câu số 9 này. My vegetarian diet seems to be because I've lost 5 pounds since I started this diet. Nào, cái chế độ ăn kiêng, ăn rau của tôi dường như là có hiệu quả. Cái này ấy, thì nó sẽ tương đương với cấu trúc đó là become, ví dụ như là mình nói là become successful, thành công này, hoặc là prove to be effective, được chứng tỏ là có hiệu quả, trở nên thành công hoặc được chứng tỏ là có hiệu quả ấy, thì mình sẽ dùng một cái từ rất đơn giản thôi, đó chính là cái từ gì ạ? Đó chính là cái từ đó là từ work. Hiểu chưa? It worked. It works. Hoặc là it worked. Trong quá khứ thì mình dùng từ it worked. Thì cái từ work này ấy, nó không còn mang nghĩa là làm không thôi, là làm không nữa. Mà cái từ work này, nó mang cái nghĩa là nó có hiệu quả. Nó mang nghĩa là become successful hoặc là proves to be effective. Thấy chưa? Ví dụ như này, tôi đã thử rất nhiều cách để học từ vựng, nhưng mà nó không hiệu quả. Sau đó tôi học theo chương trình học của cô Mai Phương. It worked. Thì it worked ở đây có hiệu quả, hiểu không ạ? Đó. Cái chế độ ăn chay của tôi dường như là nó có hiệu quả nhá, bởi vì tôi đã giảm 5 pound rồi kể từ khi tôi bắt đầu
cái chế độ ăn này, đúng không ạ? Tiếp nhé, sang câu số 10. The judge has decided to his decision. Nào, decision thì mình sẽ có cấu trúc đó là make a decision, đó là đưa ra quyết định. Nhưng chỗ này cô không thấy từ make. Nhá, câu này mình lại có là until a later date because there wasn't enough evidence. Until a later date, tức là cho tới một cái ngày sau đó, đúng không? Quyết định là sẽ là chắc là gì đấy, cái quyết định tới một cái ngày sau đó bởi vì là không có đủ bằng chứng. Thì câu này mình sẽ có một cái từ rất là hay, đó là cái từ gọi là bảo lưu hoặc là rời một cái việc làm gì đấy. Đó là từ gì? Từ gì mà nó mang nghĩa là kiểu là rời lại ra phía sau ấy. Nó như kiểu là cái từ defer, nó sẽ tương đương như kiểu từ defer ấy ạ. Hoãn lại ấy. Thì câu này mình sẽ dùng cho câu từ reserve nhá. Reserve có nghĩa là dự trữ này, bảo lưu này, rời cái việc làm gì đấy. Một câu rất là hay. Câu này rất là hay và khó trong bài ngày hôm nay của chúng ta, được không ạ? Được chưa? Thẩm phán đã quyết định rời quyết định nhá. Rồi, tiếp tục sang câu số 11. There has been a of interest in dating apps in many parts of the world in the last 4 years. Đã có một cái gì đấy về cái mối quan tâm trong những cái app hẹn hò ở rất nhiều nơi trên thế giới trong 4 năm vừa qua đây, tức là cái sự nở rộ đấy, đúng không ạ? Cái sự bùng nổ ấy. Ở đây mình có cái sự bùng phát, thì cái sự bùng phát này, cái từ outbreak này mình sẽ hay dùng với đại dịch này. Covid-19 thì dùng outbreak. Nổ ra của chiến tranh, mình sẽ dùng outbreak. Breakthrough lại là đột phá. Explosion là sự bùng nổ. Advent, đó là cái sự ra đời. Advent, sự ra đời. Thế thì câu này rõ ràng mình sẽ dùng từ explosion, đã có một cái sự bùng nổ về cái mối quan tâm. Yeah. Tiếp nhé, câu số 13. Governments have already made significant steps to minerals and natural resources for our next generations. Chính phủ đã đưa ra những cái bước đi rất là quan trọng. Được chưa? Đã đưa ra rất là, thực hiện rất là nhiều những cái bước đi quan trọng. Đúng không? Cái này thật ra mình phải dùng cái từ, mình phải dùng từ taken nó đúng hơn. Vì nó sẽ thường hay dùng là take steps. Đúng không? Take steps. Yeah, đúng không ạ? Tức là tiến hành những cái biện pháp quan trọng ấy, steps hoặc là measures. Để này, cái gì đấy, những cái khoáng sản và những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau. Ở đây mình có từ handle đây, tức là lúc nãy mình có từ handle the problem, xử lý đúng không? Xử lý cái gì đấy đúng không ạ? À, tiếp theo mình có từ remain là giữ nguyên, đúng không? Husband đây tức là tiết kiệm này. Nó giống như từ này hôm trước học chưa? Nó bằng với lại là economize. Từ này không phải là trồng nữa mà là tiết kiệm. Trồng thì thường hay tiết kiệm đúng không? Còn shoulder đây thì có nghĩa là vác lên vai đúng không? Câu này mình nên dùng cái từ tiết kiệm. Đã có những cái bước đi quan trọng để mà tiết kiệm ấy, những cái nguồn tài nguyên này cho thế hệ mai sau. Xem chưa? Cái từ husband thì nhớ cho cô là bằng với economize. Sang câu số 13 nhá. My wife, her career to have children despite the fact that she would have loved to continue working. Nào, ở đây là vợ tôi làm sao? Hy sinh sự nghiệp để chăm con cái này. Đúng không? Thế này hy sinh gì nè? Sacrifice. Đúng không? Bất chấp thực tế rằng là bà rất là thích đi làm nhưng mà vẫn phải hy sinh để chăm con, đúng không? Để có con, để chăm con, đúng không? Đấy. Cái vai trò của người phụ nữ là như thế. Đúng không ạ? Đấy. Giúp đỡ chồng này. Chăm sóc con cái này. Đúng không? Nào, devoted. Cống hiến này. Repeal. Repeal đây nghĩa là bãi bỏ. Đúng không ạ? Abolish, hủy bỏ. Và sacrifice là hy sinh. Phụ nữ ngày nay thì... Phụ nữ hiện đại ngày nay thì... đi làm kiếm tiền, đúng không ạ? Hôm trước mình có một cái bài đọc hiểu rất là thú vị, nói rằng là có rất nhiều ông chồng bây giờ lại ở nhà chăm con, còn phụ nữ thì đi làm kiếm tiền, đúng không? Đấy, thật ra thì nó là một cái câu chuyện mà mỗi gia đình thì sẽ phải tìm ra cái giải pháp. Tuy nhiên rằng là dù là ai đi làm, ai chăm con thì cái sự hy sinh của bố mẹ dành cho chúng ta là cũng rất lớn, đúng không ạ? Thế nên là các con hãy cố gắng là những cái người con ngoan nhé. Good boy, good girls, ok? Câu số 14 đi ạ. Government inspectors will the progress of the scheme so they can be done carefully. Đó là những cái người thanh tra thì sẽ cái gì đấy, cái tiến độ của cái dự án này để mà nó có thể làm một cách rất là cẩn thận. Tức là theo dõi, đúng không? Cái từ theo dõi này ấy thì chúng ta sẽ dùng cho cô từ track nhá. Track ở đây tức là
theo dõi hoặc là theo vết. Mình vẫn thường hay có là track những cái gọi là những cái ví như là những cái hàng nhỉ, ví dụ như kiểu là mình gửi hàng qua Grab chẳng hạn, đúng không? Grab delivery nhỉ. Xong sau đấy mình sẽ track xem là cái ông Grab này, ông driver này, ông ấy đi đến đâu rồi. Mình vẫn hay dùng cái từ này, theo dõi, đúng không ạ? À, thiết bị theo dõi mình sẽ có từ tracking device, đúng không? Thiết bị theo dõi. Rồi, tiếp nhé. Sang câu số 15. I hope you would spend less time playing video games and more time doing something gì? Tôi hy vọng bạn sẽ dành ít thời gian hơn để chơi điện tử và nhiều thời gian hơn để làm những cái thứ có ý nghĩa hơn. Mình sẽ có từ welcome thì nó nghĩa là rất là hoan nghênh. Enviable, cái từ này nó là danh từ của từ envy, tính từ của từ envy là ghen tị, nghĩa là đáng ghen tị. Feasible là khả thi, từ này cũng rất hay thi. Khả thi thường hay đi với plan, những kế hoạch khả thi. Còn worthwhile có nghĩa là có giá trị, có ích, có giá trị, hiểu không ạ? Worthwhile. Thì cái này mình sẽ hợp lý nhất là mình sẽ chọn đáp án D, đúng không? Worthwhile, có đáng giá hoặc là có giá trị. Cô Phương thì không đồng ý với câu số 15 này cho lắm. Chơi game là một thứ cũng có giá trị chứ không phải không? Chơi game tốt, có gì đâu mà không tốt. Chơi game nó fun, đúng không ạ? Nó vui, kích thích trí tưởng tượng, trí thông minh. Mà quan trọng nhất là vui, joy là cái điều quan trọng, đúng không? Cho nên là cô rất là thấy rằng là nó worthwhile chứ không phải là không. Cho nên là mình không cần phải là dành ít thời gian hơn để chơi game đâu ạ. Wow, không biết là mình có nghe nhầm không đây, đúng không ạ? Giáo viên tuyệt vời. Một giáo viên ủng hộ chơi game quá tuyệt vời luôn, còn gì nữa. Chơi game là tốt, đúng không? Chỉ có điều rằng là một ngày ấy thì chỉ nên chơi game khoảng 1 tiếng, ít hơn 1 tiếng thôi. Nó là cái gọi là cái discipline, nó là cái discipline, nó là cái gọi là cái kỷ luật. Bởi vì là nếu mà dành quá nhiều thời gian để chơi game thì mình sẽ không còn thời gian để làm những thứ khác, đúng không? Cho nên là mình sẽ phải cân đối, thì trong đấy mình dành ra tối đa là 1 tiếng để chơi game là cũng được rồi. Mà chơi nhiều quá game là còn có hại cơ, đúng không? Mỏi mắt, rồi là nhiệt tình thái quá hại thần kinh, nhiều thứ, đúng không? Nhưng mà 1 tiếng đổi lại là ok, đúng không? Nha. Rồi tiếp sang câu số 16 này. Rồi câu số 16 của chúng ta này. Tabloid magazines still exist for the reason that most people enjoy gossips about celebrities' private lives. Rồi, câu này nó là một câu cũng rất là hay và khó nhá. Câu này đó là gì? Những cái báo lá cải ấy thì vẫn tồn tại vì cái lý do rằng là hầu hết mọi người vẫn thích những cái gọi là những cái buôn chuyện về những cái đời tư của những người nổi tiếng, đúng không? Thì đây mới là những cái câu chuyện phiếm ấy, câu chuyện phiếm ạ. Thì bây giờ mình sẽ dùng từ gì nha? Câu này là mình sẽ có một câu rất là hay, đó là juicy, juicy, juicy gossip, tức là những cái câu chuyện gọi là phiếm. Đây hơi khó một tí nhỉ, mình sẽ học thuộc cho cô là xong nhá. Những câu chuyện nhiều nước. Những cái lời bàn tán nhiều nước, đúng không ạ? Ok. Rồi, báo lá cải, hiểu không ạ? Tiếp nhá, sang câu số 17. We really appreciate your to our administration and your help when needed. Chúng tôi thực sự là đánh giá cao cái gì đấy của bạn. Với lại là cái việc gọi là cái gì đấy ạ? Đối với công việc quản lý của chúng tôi và sự giúp đỡ của bạn khi cần, đúng không ạ? Khi cần đây tức là khi mà được cần đến ấy, thì đây là đánh giá cao cái gì ạ? Rõ ràng là cái sự cống hiến thôi. Mình sẽ gặp lại cái từ đó là từ dedication, đúng không ạ? Cái sự cống hiến nhá. Completion đó là hoàn thành. Addition là thêm vào. Rejection đó là cái sự từ chối. Thì câu này mình phải dùng cái từ dedication, đúng không ạ? Đó là cái sự cống hiến. Ok chưa? Tiếp theo sang câu số 18 nhé. Don't wait for Adam to buy you a drink. He's too. Nào, đừng có chờ Adam để mua cho bạn một cái món đồ uống nhé. Anh ta rất là bủn xỉn, rất là mean, rất là keo kẹt bủn xỉn, đúng không? Mình sẽ dùng cho cô từ tight fisted. Fisted đây tức là keo kẹt bủn xỉn ạ. Really strong có nghĩa là căng thẳng. Thick-headed nghĩa là rất là ngoan cố, rất là stubborn. Stubborn nhé. Và easy going nghĩa là dễ gần thì không đúng rồi.
Cái này cũng rất là dễ thi, chú ý giúp cô. Tie fisted, Highly strong thì hơi khó một tí. Tiếp nhá, sang câu số 19, the fashionista herself. Catherine is about her clothes, especially when she goes to important events with other celebrities. Catherine thì rất là gì đây ạ? Kỹ lưỡng về quần áo, tức là rất là gì đấy ạ? Tỉ mỉ kỹ lưỡng về quần áo đấy ạ, kỹ tính đấy ạ, tức là rất là selective. Thì mình sẽ lựa chọn từ gì? Ở đây cô có từ receptive, có nghĩa là tiếp nhận. Cái này tiếp nhận đầu thu ấy, đấy là dễ tiếp thu. Cái này là creditable, nghĩa là đáng tin cậy. Câu này mình sẽ dùng từ particular, có nghĩa là rất là tỉ mỉ, tức là rất là selective. Feasible nghĩa là khả thi, mình phải học với lại từ plan đúng không ạ? Là một cái tín đồ thời trang đúng không? Catherine rất là kỹ lưỡng về quần áo của mình, đặc biệt là khi mà đi tới những cái sự kiện quan trọng với những người nổi tiếng khác. Rồi, câu số 20 ạ. When I had such difficulties, my uncle was and assured me that no matter what I did, he would support me. Nào, khi mà tôi gặp phải những khó khăn như thế thì chú tôi rất là gì đấy ạ? Rất là gọi là hỗ trợ, đúng không? Và đã trấn an tôi rằng là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chú cũng sẽ ủng hộ tôi. Đấy là một cái người rất là supportive. Down đây cũng là rất là chán này. Đôi khi mình gặp những cái ngày mà mình cảm thấy chán chán ấy, thì mình trông nó rất là dull. Excited có nghĩa là rất là hào hứng, và busy là bận rộn. Ok, thì đây còn 5 câu hỏi cuối cùng thôi này, các con thấy ông mình học rất là nhanh. Câu số 21, I am to come to the interview on Tuesday morning. Please apologize for my absence. Câu này là gì, là tôi gì đấy ạ? Capable of có khả năng về cái gì? Excused thì có nghĩa là lý do, mà đây câu này không phải chia bị động, đó là tôi bị lý do thì không đúng. I'm unable to là đúng. Cấu trúc của chúng ta đó là to be unable to do something, có nghĩa là không thể làm gì. Dislike có nghĩa là không thích hoặc là chán cái gì đấy đúng không ạ? Thành câu này mình dùng đáp án C nhá. Rồi sang câu số 22. Eventually her paid off and she won a contract with a major recording company. Nào câu này chúng ta sẽ có là cuối cùng thì cái gì đấy của cô ấy đã được gọi là đền đáp. Cái từ pay off này đó là cái phrasal verb mà cô vẫn thường hay nói với các con, đó là chăm học lên đi, đến lúc đi thi mọi cái nỗ lực, những cái cố gắng của mình nó sẽ pay off, thấy chưa? Và cô ấy đã giành được một cái hợp đồng với lại là một cái hãng thu âm rất là lớn đúng không nào. Perseverance đó là cái sự bền bỉ đó, sự bền bỉ này sẽ được đền đáp đúng không? Không phải là thành công hay là cái sự tôn trọng hay là cái sự hào phóng, mà là cái sự bền bỉ này sẽ được đền đáp, và cô ấy sẽ giành được một cái hợp đồng. Và cô ấy đã giành được một cái hợp đồng với một cái công ty. Tiếp theo câu số 23. My application was not accepted. More than 3,400 people applied, but only 30 were chosen. Apprenticeship were extremely, I realized. Nào, cái đơn xin của tôi đã không được nhận. Hơn 3.400 người đã xin vào cái vị trí đấy, nhưng mà chỉ có 30 người được chọn thôi. Và cái việc mà thực tập thì đã rất là cạnh tranh đúng không? Mình sẽ dùng cái từ rất là đơn giản thôi, đó là từ cạnh tranh thôi, đó là từ gì ạ? Overloaded có nghĩa là quá tải nhá. Crowding có nghĩa là rất là đông đúc đúng không? Câu này mình sẽ dùng từ competitive, rất là cạnh tranh. Difficult, rất là khó. Thì câu này sẽ là competitive. Ok? Câu này mình không dùng difficult đâu ạ. Difficult là khó khăn, nhưng mà câu này phải nói là cái việc mà gọi là xin học việc ở đây rất là cạnh tranh. Đúng chưa? Rồi tiếp nhé. Tiếp theo câu sang câu số 24. The atmosphere of the funeral was very. Everybody looked very serious. Nào, cái không khí của buổi tang lễ thì rất là trang nghiêm, mọi người trông rất là nghiêm túc đúng không ạ? Rõ ràng là tang lễ thì ai mà cười được, cười cợt được đúng không? Đấy, trừ là hạnh phúc của một tang gia ra thì ngoài ra thì những cái lễ tang khác thì đều rất là trang trọng, trang nghiêm đúng không ạ? Mình sẽ có từ solemn. Difficult, khó khăn. Delightful nghĩa là thú vị. Entertaining nghĩa là giải trí. Nhưng câu này là solemn, nghĩa là rất là trang nghiêm ấy. Nó sẽ tương đương với lại là từ serious. Câu cuối cùng. As a teacher, I'm always eager to find innovative ways to a love of learning in my students. Nào, đây là cái chính là cái từ mà mình cũng gặp rất là nhiều trong chương trình sách giáo khoa này. Đó là gì đấy ạ? Thấm nhuần đúng không ạ? Như là một giáo viên thì tôi luôn luôn háo hức để tìm ra những cách đổi mới sáng tạo để mà có thể thấm nhuần cái tình yêu đối với học tập. Có cái giới từ y này này, giới từ y này này,
thì mình sẽ phải dùng cái từ gì? Thấm nhuần đây chính là từ instill, đúng rồi, rất nhiều bạn làm đúng. Institute của chúng ta đó là sáng lập nhá. Inscribe nghĩa là khắc nhá. Inspect nghĩa là điều tra, kiểm tra, đúng không ạ? Thanh tra. Còn instill nghĩa là thấm nhuần, từ này mình sách giáo khoa có, đúng không ạ? Thì mình sẽ dùng cái từ instill này nghĩa là thấm nhuần cái tình yêu đối với học tập trong học sinh của tôi. Được không? Và cô cũng hy vọng là các con có thể nhìn thấy cô Mai Phương ở câu số 25 này không nhỉ? Nếu mà chưa nhìn thấy ấy, thì học thêm nữa đi để nhìn thấy nhỉ? Nếu các con vẫn chưa nhìn thấy cô Mai Phương như là một giáo viên ở đây thì hãy cho cô thêm cơ hội, đúng không ạ? Để các con có thể nhìn thấy được cái điều này ở cô Phương ở câu số 25 này. Cô Phương chưa làm con yêu môn tiếng Anh hơn tí nào, đúng không? Thế chết dở không như vậy đó. Nhưng mà cô sẽ cố gắng hơn nữa, đúng không ạ? Nếu mà cô chưa làm được cái điều đó thì cô sẽ cố gắng hơn nữa nha các bạn, đúng không ạ? Rồi. À, hôm nay các con đã học rất là tốt này. Hôm nay mình học bài tổng ôn từ vựng. Bài ngày hôm nay của chúng ta rất là hay và khó, đúng không ạ? Thế chưa? Rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những buổi học tiếp theo. Và cảm ơn các con đã đồng hành cùng với cô Mai Phương, và cô sẽ hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau cho đến khi mà mình thi đỗ đại học thì thôi nha. Cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong buổi học tối mai nhé.